Rồi. Gặp cái con lầy này rồi. Ô, lên được rồi. Chặt ta ly luôn rồi. Thả cầu rồi. Rồi, kéo cáp thôi. Buộc hai gốc nha. Một gốc không chắc đâu. Rồi. Ôi bật. Không ăn thua, lại bục luôn. Kéo cáp, kéo cáp. Không nhúc nhích được. Đây, bây giờ buộc cáp tời lên bên trên đường ấy nha. Xem có đi được không. Thôi, từ từ xem có lên không nha. Kéo cái cáp cái. Rồi, em tiếp. Đứt cáp đấy. Chắc không? Thank you.
Không được, không được. Rồi, rồi thêm phát nữa nào. Ồ, kéo cái cáp cái. Mật gốc cây à? Bị kẹp cáp rồi, tháo cáp ra này. Ôi trời ơi, nó hết ra rồi. Ok. Thêm lần nữa gần 60 mét ít từ đằng kia. Cái tiếp tục tới đoạn này nhá, không cần tháo cáp luôn. Đây, hôm nay cái gốc này. Rồi, lên đi.
thì có vào gần quá. Thì có vào gần quá. Cái này cái thố khập. Đẹp một xíu thôi mà. Bởi vì nó cây to hơn mà. Đây đang lấy cây cho lên trên xe để mà ra ngoài kia đẩy xuống mấy cái ổ gà ổ voi nha. Có một xe nó đang bị lún ở ngoài kia rồi. Không đục đậy, không nhúc nhích được rồi. Rồi. Gặp cái con lầy này rồi. Đây, lấp cái hố tử thần nhá. Bùm. Úi giời ơi. Thế nhà lúc này cái xe đặt trước đây đi qua chỗ này là tời đứt cáp luôn. Giờ phải lót mới được. Rác nó bị mọt hết rồi. Cả cầu luôn nhá, mấy cái chỗ này rất là sâu luôn. Quăng văng một cây tút ở trên, vừa nãy mình tới xe về mà. Đấy. Rồi, như thế là ok rồi. Để sát bờ bờ bên trên kia. Đó. Rồi, bắt đầu cứu hộ cái con xe bị đứt cáp này nhá. Rồi, xe này về cứu hộ nhá, nhưng mà cũng không đục đầy được rồi. Ôi, chạm gầm rồi. Ôi, căng quá. Đây,
Ôi rồi. Rồi tiếp tục con này kéo con kia nhá. Để đến xe này nhá. Đến đường bê tông rồi, ok rồi. Rồi, ok rồi. Ôi rồi, lầy lội quá trời. Ra đến đây là ok rồi nhé.